Xin chào các bạn thân mến. Có lẽ thì các bạn mới chỉ nghe đến cái việc là buôn chứng, buôn cổ phiếu để kiếm lời đúng không ạ? Nhưng các bạn chưa bao giờ nghe đến việc là buôn trái phiếu để kiếm lời đúng không ạ? Mình sẽ minh họa cho các bạn dễ hiểu như sau. Đối với cổ phiếu A, các bạn mua là 10 đồng đúng không? Các bạn bán là 12 đồng thì các bạn lãi là 2 đồng. Chuẩn chưa ạ? Đối với trái phiếu A chẳng hạn, các bạn mua là 104 đồng, các bạn bán là 106 đồng thì các bạn có lãi 2 đồng. Nguyên tắc nó rất là đơn giản như vậy thôi các bạn ạ. Đấy, rất dễ đúng không? Các bạn có thấy hay không ạ? Và mình sẽ chia sẻ rất là chi tiết cho các bạn, ví dụ minh họa cách làm thực tế, rất thực tế các bạn nhé. Các bạn hãy like tặng cho Hòa đi ạ, để lan tỏa cái video này tới rất nhiều người hơn nữa. Và đừng quên đăng ký kênh luôn nhá, để không bỏ lỡ các video sắp tới mà Hòa chia sẻ về trái phiếu các bạn nha. Yên tâm, mình sẽ lấy cho các bạn một cái ví dụ minh họa rất là chi tiết, thực tế. Không có chuyện là mình minh họa bằng một cái ví dụ mà nó không thực tiễn đâu. Đây là thực tế, làm được ngay. Và mình sẽ chia sẻ với các bạn như sau. Ví dụ mình mua trái phiếu VIX của TCBS đúng không ạ? Họ phân phối và mình sẽ mua là 1.000 trái phiếu. Lãi suất mua của mình là 7.71% trên năm và cái giá mua của mình là 104.824 đồng đúng không ạ? Lãi suất bán là 7% và giá bán là 106.535 đồng. Thế thì bán trong một tuần, mình sẽ bán cái này trong một tuần và bán được các bạn nhé, đang bán rồi, mình sẽ được 1 tỷ suất lợi nhuận là bao nhiêu các bạn biết không? 1.23% trên tuần các bạn nhé. Đây là chỉ tuần nhé, 1.23% trên tuần, tức là gì? Nếu mà quy đổi ra là nó hơn 63% trên năm, nếu mà mình chết đi liên tục, lãi tái đầu tư của mình rất là cao. Tuy nhiên thì không phải lúc nào mình có được những cái trái phiếu VIX với giá ngon như thế này để mà mua đúng không ạ? Thỉnh thoảng mình mới mua được thôi. Và mua được thì mình mới có cơ hội để mình bán được với cái lãi suất như thế này đúng không ạ? Bán giá rẻ cho người ta đúng không ạ? 7% so với gửi tiết kiệm ngân hàng bây giờ có 5.3, quá là tốt để mà bán rồi đúng không ạ? Mà trái phiếu VIX thì lại là quá là an toàn nhất trên thị trường rồi, đúng các bạn? Có lẽ thì nói chung chung như này thì cũng khó hiểu cho các bạn. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn xem cách mua và bán trên ứng dụng TC Invest của Techcom Security. Nếu các bạn chưa có tài khoản thì hãy mở tài khoản bằng cái link mà mình đặt dưới phần mô tả. Các bạn hãy mở luôn đi ạ. Khi các bạn mở này thì các bạn sẽ view được toàn cảnh các cái trái phiếu, đặc biệt là trái phiếu VIX mà mình đã chia sẻ ở đây. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn thấy được là mình view, mình chia sẻ cho các bạn nó thực sự là rất chính xác. Và tiếp theo, mình tính toán trên file Excel cho các bạn nhìn cái câu chuyện là các bạn lãi như thế nào, bao nhiêu tiền và ra được cái tỷ lệ 1.23% này như thế nào các bạn nhé. Xin mời các bạn trước hết hãy tặng cho Hoàng một cái like. Để làm gì? Để mà có động lực chia sẻ nhiều hơn với các bạn. Và đặc biệt quan trọng là dành cho người thân, bạn bè hay cộng đồng có được những cái trải nghiệm, có được những cái kiến thức thú vị về việc đầu tư trái phiếu cực kỳ là an toàn như thế này các bạn nhé. Xin mời các bạn. Xin chào các bạn thân mến. Hôm nay có một cái trái phiếu VIX họ bán với một cái lãi suất khá là tốt là 7.71%. Và mình có chia sẻ với các bạn trong nhóm Zalo mà mình đang hỗ trợ về việc tích sản. Thế thì đây là cái màn hình thỏa thuận trái phiếu. Các bạn có thể vào cái chuyên mục trái phiếu này, và phần thỏa thuận trái phiếu là ra cái bảng giao dịch trái phiếu mua bán ở đây. Các bạn chỉ cần gõ chữ VIX là nó sẽ ra tất cả các trái phiếu và các bạn tích vào tất cả nhé. Đó, và các bạn tìm kiếm này. Các bạn thấy không? Hiện tại bây giờ đã, chúng ta có thể thấy là cái trái phiếu VIX đây với cái lãi suất là 7.71 là bao gồm là tái đầu tư rồi.
Và các bạn mua sẽ mua với cái đơn giá là 104 824 các bạn nhé. Đó. Và khi đặt mua này thì khá là dễ đây, các bạn sẽ đặt xong các bạn chỉ cần nhập số lượng các bạn muốn mua thôi. Hiện tại giờ tổng số lượng bán tối đa là 7.970 đúng không? Các bạn không có nhiều tiền, các bạn mua 1.000 cho mình đúng không ạ? À, số lượng tối thiểu có thể là 10 các bạn nhé. À, nhưng mà mình đặt 1.000 để cả dễ tính toán cái hiệu quả cho các bạn. Sau đó thì các bạn vào phần đặt lệnh. Đó. Và các bạn nhập cái mã IOTP là xong. Rất là dễ. À, bây giờ mình sẽ đặt bán cho các bạn xem đúng không ạ? À, giả sử là chúng ta hôm nay là ngày 25 tháng 5 chúng ta mua được lời là 7.7. Sau một tuần chúng ta sẽ bán lại đúng không ạ? Chúng ta sẽ bán lại, chúng ta sẽ làm như thế nào? Và như cái bài toán mình đã chia sẻ thì mình sẽ bán lại với cái lãi suất là 7%, tức là cái đơn giá là 106 535, bán chính cái trái phiếu VIX đấy luôn các bạn nhé. Và mình sẽ đặt cái khoảng thời gian một tuần đi đấy, mình sẽ đặt một tuần các bạn nhé. Mình đặt bán đúng không ạ? Mình đặt bán nha các bạn nha. Đó, mình đặt ký xác nhận. Đó, nhập mã OTP là xong, rất là đơn giản đúng không các bạn? Xin chào các bạn thân mến, bây giờ thì mình sẽ tính toán cho các bạn xem về hiệu quả mình sẽ thực hiện mua và bán trái phiếu để ăn chênh lệch như thế nào các bạn nhé. Hôm nay thì mình có chia sẻ với các bạn đó, mình mua 1.000 trái phiếu, lãi suất là 7.71% và đơn giá là 104.824 đồng đúng không ạ? Và phí mua của mình là 0.15%, tổng số tiền là 157.236 đồng. Và tổng chi phí đầu tư ban đầu là 104.981.236 đồng. Đây là câu chuyện về đầu tư, đúng không ạ? À, mình sẽ đặt bán trong vòng một tuần với lãi suất là 7%. Đúng không ạ? Bán đúng 1.000 trái phiếu này luôn. Liệu có người mua không? Họ đang bán 7% rất là nhiều và vẫn có người mua các bạn nhé. Đó, các bạn hãy nhớ là vẫn có người mua. Và đơn giá mình bán sẽ là 106.535 đồng, mình quy đổi ra thôi. Và phí bán là 0.15%, thuế là 0.1%, tổng chi phí bán là 266.338 đồng. Tổng số tiền mình thu về là 106.268.663 đồng. Đó. Mình lấy tổng cái giá bán trừ đi thuế với phí thôi là ra được cái số tiền này các bạn nhé. Đó. Và mình đã minh họa cho các bạn cách thức bán ở trên web rồi đúng không ạ? Mình đặt sẵn đi thôi chứ mình cũng chả phải làm gì, cứ đặt giao dịch trong một tuần nếu mà có khách là khớp là bán được đúng không, là có lời. Thế thì lãi nhà đầu tư nhận về là gì? Mình lấy cái số tiền thu về mình trừ đi số tiền đầu tư ban đầu, nó sẽ ra là 1.287.427 đồng, tương đương với một cái tỷ suất sinh lời là 1.23%. Nếu mà một tuần mà các bạn đầu tư mà các bạn có lời 1.23% là quá nhiều rồi các bạn ạ, rất nhiều đúng không ạ? Bình thường đấy ạ, nếu mà như thế một tuần như thế này thì các bạn nhân với 52 tuần sẽ bạn 52 tuần nó ra là bao nhiêu ạ? 63%. Nếu mà các bạn giao dịch được liên tục, giao dịch liên tục 63.8% một năm, quá kinh khủng đúng không ạ? Đây là một cách kiếm lời từ cái việc trading trái phiếu các bạn nhé. Rất ít người biết cách thức làm như này. Và hôm nay mình chia sẻ lại với các bạn để giúp các bạn có thể kiếm tiền từ cái việc giao dịch trái phiếu như thế này. Nó rất là đơn giản. Chỉ cần các bạn dành một chút thời gian bớt lướt Facebook đi và tập trung vào lướt cái thỏa thuận giao dịch trái phiếu hàng ngày để kiếm một cái phần lợi nhuận như thế này các bạn nha. Các bạn có thấy cái nội dung mình chia sẻ hữu ích với các bạn không ạ? Nếu các bạn thấy hay thì hãy dành tặng cho Hòa một cái like để giúp cho người thân, bạn bè và cộng đồng có những hiểu biết sâu sắc về cách thức kiếm tiền từ đầu tư trái phiếu này các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin cảm ơn các bạn rất 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 nhiều vì các bạn đã dành thời gian để lắng nghe cái video chia sẻ này của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào các cái video sắp tới. Rất hay, các bạn sẽ kiếm được rất rất nhiều tiền từ những cái chia sẻ của Hòa, nó rất an toàn, chuyên nghiệp, hiệu quả dành cho các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.